Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và đang luôn theo dõi và xem video của mình. Hôm nay là mình sẽ quay cho mọi người một siêu phẩm, là một cái bát tô. À, chết, mình cứ quên mọi người ạ. Cứ quên cái tội là cái bát tô và một cái đĩa mà mình cứ quen cái bát tô. À, đây là bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người trước, xong rồi mình sẽ quay lại chi tiết cho mọi người xem. Đầu tiên là mình sẽ đo chiều sâu của nó. Chiều sâu của nó là 10. Chiều sâu của nó 10. Bây giờ chiều mặt bề rộng của nó là 62. À, chiều rộng của cái đĩa này là 62. Họa tiết men xanh lam, toàn bộ vẽ tay. Rất là đẹp luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ lật lên cho mọi người xem. Đầu tiên là mình sẽ cho mọi người xem ở đằng sau đã, để xem mọi người, để cho mọi người hồi hộp một chút, xong mình sẽ quay về đằng trước. Đây mọi người, cái đĩa này rất là to luôn. 1, 2, 3 cái vòng tròn này, rất là to luôn. Đĩa này thì không có dấu chuyện gì. Mặt đằng sau thì nó ok, nhưng mà mặt đằng trước thì nó cũng có đôi một chỗ lỗi. Nhưng mà nói chung là cả một cái to như này thì không thể tránh được cái, lỗi được mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ơi mọi người nhìn xem có đẹp không. Đấy, một cái đĩa chiều với chiều rộng của nó, chiều mặt của nó là 62. Họa tiết có rất nhiều họa tiết khác nhau, không phải là một họa tiết. Đây là một bức tranh, đây một bức tranh và đây một bức tranh. Đây nữa, và đây là núi Phú Sĩ. Đây để mình đếm cho mọi người xem mà có bao nhiêu bức tranh nhé. 1 bức, 2 bức, 3 bức, 4 bức, 5 bức, 6 bức, 7 bức, 8 bức. Nếu mà tính cả bức này nữa là 9 bức tranh. Tổng một cái đĩa này là 9 bức tranh. À đâu, hình như 10, mình đếm lại mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Mình thôi mình không tính cái này nữa, coi như là 10 bức tranh ở trên một cái đĩa. Rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ em quay cho anh từ cái chỗ này. Quay quanh khu này cho anh, xong rồi anh sẽ quay lại vì còn mặt bên dưới nó hơi khó nhìn một chút. Quay chậm lên cho mọi người xem. Nó rất là đẹp luôn, toàn bộ họa tiết vẽ tay mọi người nhá. Cái đĩa này thì chắc là nó cũng tuổi đời nó cũng khá sâu rồi. Đây cái bức tranh ở giữa này, mọi người nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại nhé, mình sẽ xoay lại. Cái này nó rất là nặng luôn, nó nặng khoảng độ tầm chục cân đấy mọi người. Đấy, đấy, đây là cái bức tranh mà bữa mình lật lại mình không xem được. Đây bây giờ em quay lại thì cái bức tranh này, từ bức tranh này đến bức này để cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Phải nói là đúng một siêu phẩm, một nghệ nhân ngồi vẽ được như này thì quá là kỳ công luôn mọi người. Mình là nghĩ là bao nhiêu 10 bức tranh này không giống bức nào vào bức nào, mỗi kiểu một bức mà vẽ được lên như này. Rất là đẹp, họa tiết vẽ tay. Để mình quay xong cho em, quay xong rồi để anh lật lại. Lật lại anh quay lại cái chỗ này vì là anh báo mọi người là nó có bị lỗi một chút. Đấy, bây giờ mình xin phép mọi người là mình sẽ lật lại đấy nhé. Đấy, đây mọi người, cái bức tranh ở giữa này, mọi người nhìn kỹ, đây là một cây cầu, nhưng mà nó có một lỗi một chút là ở đây. Đây là nó bị sứt một chút. Nhưng mà họ đã phủ cái men xanh vào rồi thì nhìn thật kỹ mới biết được. Thì đây là một cái lỗi nhỏ ở đây này. Và đây, và một cái lỗi này nữa. Cái lỗi này là nó bị cháy mọi người. Trong khi khả năng là ngày xưa thì là khi người ta nung thì là nó bị cháy một chút ở đây. À, có hai nốt cháy ở đây. Còn ngoài ra là nó không bị một lỗi gì ở đâu nữa cả mọi người ạ. Rất là đẹp luôn.
men xanh lam quá tuyệt vời, toàn bộ họa tiết vẽ tay, nghệ nhân nó rất là đẹp luôn. Mình nó nặng, mình cầm nó hơi rung nên là mọi người thông cảm. Đây em quay cho mọi người xem ở cái cây này này. Đấy, cái bức tranh trên này thì mọi người đây có cả hàng chữ Nhật đây. Đây một cái cây này, mọi người thấy là họ vẽ có đẹp không? Đấy, vẽ quá đẹp luôn. Đấy, ôi mình chỉ quay được như thế thôi mọi người ạ. Thôi mình xin phép là mình kết thúc video và cho mình gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã và xem video của mình và đã mua hàng và đặt hàng của mình. Cho mình gửi một lời chân thành nhất đến tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Bây giờ mình chào mọi người xong là mình sẽ quay lại một sơ qua mấy cái khung hình này ở bên dưới để cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào mọi người nhé. Bye bye mọi người.